mọi người ơi, đây là video khoảng 1 phút hiểu hơn về gạo. Và đây là gạo, không phải gạo. Đây mới là gạo. Và mình rất ghét gạo vì gạo rất nhú nhăng. Thường thì mình hay bị gạo đánh mà không có lý do. Đây là khi gạo chơi game quá 180 phút. Nói chung là mình ghét gạo. Ôi bạn ơi!